ចោះទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីក្រសួងទេសចរកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក៏ដូចជាអ្នកដំណើរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលិញហើយនោះគឺអាចចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចតាលេសានេះបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់មានប្រេសញូទទួលបាននៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 ក្រសួងទេសចរណ៍នៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យទេសចរអន្តរជាតិនិងអ្នកដំណើរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ពេញលេញចូលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយមិនតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលេសាតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបានបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានក្រសួងទេសចរបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះតទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ
khăn bình lĩnh hỏi châu mọc cảnh Campuchia tám phần ạc cá, phần cục nâng phần tật trở chốt một chỉ mùi nữ bàn rư vì nhiệm bàn bạch chạc vạ sang COVID-19 đại bình chạy vì cả chạc vạ sang COVID-19 đông mùa là than bình lĩnh. Nâng vì nhiệm bàn bạch bình chạy thả khám miền COVID-19 đòi mà xin PCR đại miền sắp bộ lập hiếp rời dạp về chất sắp bì mỏng nâng tự tù sko đại ảnh nhà thọ sọ khá bị bạ nây bà tế xa mây. Bê mộc đò Campuchia tế cho đầm rơi ảo thơ vơ tài tế rõ hạ COVID-19 ạ nụ vọt đòi mừng trầy sọ khá bị bạ nơi tạm trọ thuy trình cho Campuchia. Hồi trớ rộng trăm là tập hò tế rời dạp bê bì đập bạm tơ mập hay nê tì dân. Bần tò bì tế rõ hạ bằng hai là tập hò lạ vị trầm miến tế cho ảnh thơ đầm náu bán đòi xe rầy rư nơi tù tiên Campuchia đòi mừng cổng rật đầm bòn rư khẹt khăn nụ tế nâng mừng đầm rơi ảo thơ chả ta lì xạ lòi. Tì bì tế cho ảnh trả chứ nâng nẹ đầm náu đài mừng bán chạo vạ sang COVID-19 hay thơ đầm náu cho một Campuchia đầm rơi ảo dọc xâm nạ đầm bây thơ tế đòi mà xin PCR nơi tam trọ thuy trình cho Campuchia nâng trở thơ chả ta lì xạ bình rời dạp bê đà bùn thường ngày sớp tờ tam nịt tệ vị thí chia thò rồng miền. Tì bầy tế xeo ăn trẻ chết nâng nẹ đầm ná để bán chạy vạ sang COVID-19 đông bùa lật hàn bình lình hoài gồm bóng thơ chả ta lấy xạ nơi ta mần đô chả ta lấy xạ sân thà kia nâng cái hạt thang nơi tù tàng bảo tế nâng đai mần miền vị trí miền COVID-19 trở bán ạ nụ nhán ở trên bì cả thơ chả ta lấy xạ chạp bê thường ngày tì đập bàm khai vị trí gà chân nằm bì bòn mập hay mùi nít tò tử.